Tiếp nối thành công trong thời gian qua thì Vietlife đã tiếp tục tung ra dòng sản phẩm máy hút sữa thông minh được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Sản phẩm này sẽ hứa hẹn mang lại nhiều lựa chọn thiết thực và hữu ích cho bà mẹ và em bé trong thời gian tới. Spectra Handfree Cup và Spectra 9 Plus chính là hai dòng sản phẩm mới mà Vietlife tung ra thị trường gần đây. Được nhập khẩu trực tiếp từ thương hiệu máy hút sữa Spectra nổi tiếng của Hàn Quốc, Spectra Handfree Cup và Spectra 9 Plus là hai dòng máy cao cấp được cải tiến về thiết kế bản mạch điều khiển thông minh, thay thế hoàn toàn bộ dụng cụ hút sữa truyền thống nhằm đem lại sự tiện ích và thoải mái nhất cho mẹ và bé. Tất cả các thay đổi và cải tiến đều hướng đến chất lượng và độ bền của sản phẩm so với những dòng Spectra S1 và Spectra S2 đã có mặt tại thị trường từ những năm 2014. Chia sẻ về việc sáng tạo dòng máy mới, ông Min Wook Myung, chủ tịch công ty Eugene Medicare Hàn Quốc, nhà sản xuất máy hút sữa Spectra cho biết, công ty đã thành lập viện nghiên cứu chất lượng sản phẩm gồm đội ngũ 10 nhân viên thẩm định chất lượng nhằm quản lý chất lượng sản phẩm một cách chặt chẽ và tốt nhất. Công ty chúng tôi được thành lập vào năm 1999. Vào những năm 2004, công ty chúng tôi đã nhận được chứng nhận CE của châu Âu. Năm 2010, đạt được chứng nhận FDA của Mỹ. Và vào năm 2015, chúng tôi được thông qua điều tra thực tế FDA của Mỹ. Chúng tôi đã thành lập viện nghiên cứu chất lượng sản phẩm với đội ngũ gồm 10 nhân viên thẩm định chất lượng nhằm quản lý chất lượng sản phẩm một cách chặt chẽ và tốt nhất. Ngoài ra, chúng tôi không ngừng nỗ lực, cố gắng nhằm tạo ra thêm nhiều sản phẩm chất lượng đến người tiêu dùng trong tương lai. Spectra Handsfree Cup có thể thay thế toàn bộ phụ kiện của máy hút sữa truyền thống, không cần phễu, không cần van các loại, không cần bình sữa, vẫn hút được sữa bình thường. Bên cạnh đó, sữa hút ra được trữ tại Handsfree Cup lên tới 8 oz, khoảng 236ml mỗi bên, đáp ứng phần lớn nhu cầu của các bà mẹ. Bên cạnh đó, máy còn có khả năng kết nối được với mọi dòng máy hút sữa Spectra và dụng cụ ngăn sữa tràn ngược vào động cơ, bảo vệ máy an toàn khi sử dụng. Và tất cả đều được sản xuất trên chất liệu nhựa an toàn, không có bisphenol A, chịu nhiệt lên đến 120 độ C. Còn dòng sản phẩm Spectra 9 Plus sở hữu màn hình LCD hiển thị thời lượng pin, chức năng sử dụng máy, thời gian sử dụng và cấp độ hút. Được thiết kế nhỏ gọn chỉ bằng chiếc điện thoại di động smartphone, máy còn được thiết lập chế độ thông minh tự động tắt máy sau 30 phút sử dụng. Ngoài ra còn có chế độ massage hỗ trợ kết sữa trước khi hút. Tại thị trường Hàn Quốc, các dòng máy của Spectra chiếm khoảng 70% thị trường với hơn 20 chi nhánh khắp toàn quốc. Tại thị trường nội địa Hàn Quốc, công ty chúng tôi không ngừng phát triển và tăng trưởng. Với khoảng 20 chi nhánh đại lý khắp toàn quốc, các sản phẩm của chúng tôi luôn được người tiêu dùng tin tưởng và được bán ra đều đặn mỗi ngày. Nhưng sản phẩm của chúng tôi chiếm khoảng 70% thị trường tại Hàn Quốc. Tại thị trường Việt Nam, tính đến nay, các dòng máy hút sữa Spectra đã có mặt ở hơn 500 điểm bán hàng và phân phối tại các chuỗi siêu thị mẹ và bé như Con Cưng, Bibomart, Kids Plaza, Shop Trẻ Thơ, Tutti Care. Với thông điệp hút sữa thông minh cùng mẹ sau sinh, Spectra Baby Việt Nam đã xây dựng thị trường kênh phân phối các sản phẩm của Spectra bao phủ tất cả các thành phố và thị xã trên toàn quốc trong suốt 8 năm qua. Đồng thời, Spectra Baby Việt Nam luôn đứng trong top 3 thương hiệu máy hút sữa uy tín nhất Việt Nam.